Xin chào các bác yêu hoa lan nhé. Hôm nay em có rất nhiều sản phẩm hoa lan đẹp gửi tới các bác yêu lan. Trước hết là em có một sản phẩm của núi rừng Tây Bắc. Đây, em có 1,5 cân tam thất đen nhé bác nhé. Hàng mới về, tam thất đen. Cái này bác nào muốn bồi bổ sức khỏe và muốn bồi dưỡng cơ thể, phòng chống bệnh tật rất là tốt. Riêng cái dòng tam thất này. Cái này là loại nó đen nhé bác nhé. Ăn rất là bổ luôn. Các bác về có thể là nấu với canh rau, canh xương hoặc là hầm với gà, rồi thì các bác có thể là ngâm với mật, ngâm với rượu đều được nhá. Tam thất đen, đấy, củ nó tầm tầm như thế này. Mỗi bữa các bác chỉ cần 3 người ăn, 4 người ăn các bác chỉ cần một thỏi bé bé như này thôi. Bé như thế này thôi. Là các bác đã được một bữa canh rất là ngon. Vừa ngon vừa bổ vừa rẻ nhé các bác nhá. Tam thất đen này em chia sẻ với các bác là 900.000 đồng trên 1 kg nhé các bác nhá. Tam thất đen. Tiếp theo em có mật ong rừng nhá, mật ong rừng. Đây là mật ong khoái nhá. Mật ong khoái là 350.000 đồng trên 1 lít nhé các bác nhá. Mật ong khoái. Còn đây là mật ong đắng nhé các bác nhá. Một đặc sản của trên em này. Mật ong đắng này là con ong nó chuyên đi hút hoa thuốc phiện. Đặc biệt là nó là con ong đi lấy thuốc các bạn. Nó hút hoa thuốc phiện này, hoa cây chó đẻ này. Và gần như các loại hoa đắng là nó hút và sản sinh ra cái mật này. Nó rất là tốt nha các bác nhá. Bác nào bị dạ dày đại tràng, ho hen, các bác nên sử dụng cái sản phẩm mật ong đắng này cho em, nó rất là tốt. Và các bác có thể mua về làm thuốc thì nó là cực tốt rồi. Tiếp theo nhé, em có một tổ ong đá nó nằm trong gốc cây rất là lâu rồi bạn. Cây tươi nhá, nằm trong gốc cây tươi luôn. Không biết là mấy năm rồi. Tổ này của em có khoảng 10 kg các bác nhá. 10 kg. Ôi. Tổ này 10 kg, bác nào yêu thì 220.000 đồng trên 1 kg các bác nhá. Mật ong đá nó nằm trong thường thường nó hay nằm ở trong khe đá này và trong gốc cây, trong cái cây cây bị rỗng rỗng giữa. Tổ này là em khai thác ở trong gốc cái gốc cây mà nó rỗng giữa. Có video quay video ở thôi. 220.000 đồng trên 1 kg. Tiếp theo em lên sản phẩm hoa lan nhá. Đây là một giỏ tam vỏ sắc này. Đang lụ đang hoa. Rất là nhiều thân hoa. Đôi 4, 6, 8, 9, 9 thân hoa vừa ngắn vừa dài. Ghép lũa nhá. Mã số 1, 350.000 đồng. Tam vỏ sắc. Mã số 2 là một giò hoàng thảo u lồi này. Hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh các bác nhá. Một mặt hoa này rất là đẹp. Mã số 2, 220.000 đồng. Hoàng thảo u lồi. Hoa siêu đẹp nha các bác nhá. Còn u lồi thì hoa đẹp dã man. Số 3 này cũng là một giò u lồi nữa, cũng 45 thân. Và mầm gốc còn nguyên nhá. Nghĩa là cái mắt ngủ còn nguyên nhá. Mã số 3 220.000 đồng u lồi. Hoa đẹp. Hoa vừa đẹp vừa bền. Số 4 này cũng là u lồi nhá. Cũng đôi. Ồ giờ là nhiều thân hơn. Đôi 4 5 thân và 2 mầm mới lên. Mã số 5 cũng 220.000 đồng thôi. Số 6 nhá, mời các bác đến một giò thanh đạm sữa nhá. Chi chít lụ, giò này phải đến mấy chục lụ luôn. Hàng như khéo gần 100 lụ ấy. Mã số 6 nhá. 220.000 đồng. 220.000 đồng cho giò thanh đạm này quá nhá. Số 7 một giò thanh đạm nữa cũng 220.000 đồng. Chi chít lụ luôn. Cũng mấy chục lụ. Mã số 7 220.000 đồng. Thanh đạm sữa nhá, hoa thơm ngát. Thơm mùi sữa. Số 8 nhá là một giò kiều trắng nhá. Mã số 8 kiều trắng. Giò tác phẩm như này nhá.
Mã số 8. 1.200.000 đồng. Kiều trắng nha. Cho mã số 8. Số 9 này cũng là một giò kiều trắng nữa. Giò này đang có một mầm gốc. Đôi 46. Đôi 46. 7. 7 thân có lá nhá. Mã số 9 450.000 đồng kiều trắng. Mã số 9. Đây em lên một tác phẩm to đây. Mã số 10 nhá, đang có lụ nhá. Đang có 3 lụ, 4 lụ. Mã số 10. Kiều trắng giò này là 1.500.000 đồng cho mã số 10. Kiều trắng các bác nhá. Số 11 này. Là một giò quế trắng tháng 8 này. Xếp chưa các bác này? Cực xếp luôn. Có 4 cây nhá. Giò này đã thuần, mã số 11. 450.000 đồng cho giò quế trắng tháng 8. Mã số 12 nhá, chồn Lai Châu nhá, đang có một lụ, lụ to chưa này. Cái này thì chưa từng biết mặt hoa, các bác về bắt sổ số đấy nhá. Mã số 12 180.000 đồng cho cây chồn này nhá. Số 13 là một trụ ra báo này nhá. Cây rất là đẹp, đang có hai lụ. Mã số 13 450.000 đồng ra báo. Số 14 nhá, là một giò son môi nhá. Hoa quanh năm, mã số 14. 300.000 đồng son môi. Số 15 này, mời bác đến với một giò cáo Lai Châu này. Đang một mẹ hai con nhá. Lụ hoa tím đen luôn. Ngồng hoa dài khoảng 50 cm nhá. Mã số 15, cáo Lai Châu 550.000 đồng. Mã số 16 nhá, trầm rừng Điện Biên nhá. Bắt đầu lả đồng bông này, hoa tím đậm. Mã số 16 trầm rừng Điện Biên 200.000 đồng. Mã số 16 trầm rừng Điện Biên. Số 17 nhá, một giò phi điệp vàng. Siêu to này nhá. 380.000 đồng, mã số 17 trầm rừng điện phi điệp vàng. Cho mã số 17 phi điệp vàng. Số 18 là một giò cáo Lai Châu tiếp này, phần nhánh như này nhá, hai nhánh này. Dòng phần nhánh thì nó rất là đặc biệt. Mã số 18 cáo Lai Châu 700.000 đồng. Đây, đang phân hai nhánh như này nhá. Cái dòng phân nhánh nó đắt hơn các bạn. Mã số 19 nhá, vẫn là cáo Lai Châu. Cái này đang có một bông hoa. Một giò như này nhá các bác nhá. Cái lá này lỗi một tí. 350.000 đồng. Mã số 19 cáo Lai Châu. Số 20 nhá, giáng hương tam bảo sắc. 3 cây, đang 3 lụ. Đang còn 2 lụ và 1 bông lả rồi nhá, một cây bé. Mã số 20 150.000 đồng. Mã số 20. Số 21 này, ủa, cái này là có 3 cây đều xếp này. 3 cây tam bảo sắc đều xếp nhá. Đây. Lá rất là đẹp này. Mã số 21
150.000 đồng. Số 22 là một giò kiều vuông lục bắc nhá, 350.000 đồng. Cho mã số 22 kiều vuông lục bắc. Số 23 hạc vĩ thiên cung. Mã số 23 hạc vĩ thiên cung 220.000 đồng. Cho mã số 23. Mã số 24 nhá, kiếm rừng các bác nhá, bản lá siêu to này. Mã số 24 200.000 đồng, mã số 24. Bản lá hơn 5 cm nhá các bác nhá. Cái này các bác bắt được hoa, mặt hoa đẹp. Số 25 nhá, một trụ trồn lai châu các nhá. Đây đang lụ đẹp này. Đây nhá. Siêu đẹp này nhá, 800.000 đồng. Mã số 25.